Sáng ngày 13 tháng 4 năm 2024, lãnh đạo một số quận của thành phố Cần Thơ đến kiểm tra các tổ bầu cử trưởng khu vực nhiệm kỳ 2024-2029 trên địa bàn. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử trưởng khu vực nhiệm kỳ 2024-2029 tại các phường trên địa bàn quận Thốt Nốt đã được chuẩn bị chú đáo, khâu trang trí, thực hiện niêm yết danh sách đại diện hộ gia đình và bản niêm yết tiêu chuẩn, tiểu sử tóm tắt của người ứng cử trưởng khu vực, đảm bảo đúng theo quy định. Dự kiến toàn quận Thốt Nốt có 39.315 đại diện hộ gia đình tham dự cuộc họp cộng đồng dân cư với 45 tổ bầu cử và 80 cụm dân cư để bầu 45 người ứng cử trưởng khu vực nhiệm kỳ 2024-2029. Lãnh đạo quận Cái Răng cũng đến kiểm tra các tổ bầu cử trưởng khu vực nhiệm kỳ 2024-2029 tại các phường. Qua buổi kiểm tra, lãnh đạo quận đánh giá cao về công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử tại các tổ bầu cử, đồng thời đề nghị các tổ bầu cử tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động người dân thực hiện quyền dân chủ, tham gia bầu cử và lực lượng chức năng phải đảm bảo an ninh trật tự để ngày bầu cử được thực hiện thành công tốt đẹp. Tại quận Cái Răng có 59 người ứng cử trưởng khu vực, trong đó có hai trường hợp ứng cử mới. Toàn quận có 28.447 cử tri đại diện hộ gia đình đi bỏ phiếu vào sáng mai 14 tháng 4. Tại quận Ông Môn, các địa phương đã triển khai thực hiện tốt các nội dung cho cuộc bầu cử trưởng khu vực nhiệm kỳ 2024-2029, như công tác niêm yết danh sách cử tri, thông tin ứng cử viên tại các nơi tổ chức hội nghị cử tri, đảm bảo theo quy định. Công tác tuyên truyền cổ động trang trí, bố trí các điểm bỏ phiếu được thực hiện đúng quy định Ngày mai 79 khu vực của quận Ổn Môn sẽ có hơn 33.000 cử tri tham gia bầu cử trưởng khu vực nhiệm kỳ 2024-2029. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều Quỳnh Trung Trứ cũng vừa đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử trưởng khu vực nhiệm kỳ 2024-2029. Toàn quận Ninh Kiều có 45.427 cử tri đại diện hộ gia đình đi bỏ phiếu tại 71 khu vực. Qua kiểm tra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận đề nghị các phường tiếp tục thực hiện tốt các bước tiếp theo, đảm bảo công tác bầu cử trưởng khu vực thành công tốt đẹp. Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền vận động để các tầng lớp nhân dân thực hiện quyền và trách nhiệm của mình, đại diện hộ gia đình tham gia bầu cử đầy đủ, tăng cường kiểm tra các khu vực bỏ phiếu, đảm bảo an ninh trật tự trước trong ngày bầu cử.